chào các bạn đến kênh của mình ngày hôm nay nha. Thì hôm nay thì mình đang có mặt tại thành phố Sóc Trăng. Thì ở phía sau lưng mình các bạn thấy, nếu mà ai là người dân Sóc Trăng thì sẽ biết đó là ngôi chùa ở rất là lâu đời, có nền kiến trúc qua những thời kỳ năm tháng lịch sử. Thì một ngôi chùa này nó sẽ gắn liền với bà con của Sóc Trăng. Thì đó là một, mình sẽ bật mí cho các bạn biết, đó là một ngôi chùa có tên dân tộc là Mahatup, hay còn gọi là chùa Má Tộc, hay là từ trong tiếng Việt, những người Việt thường gọi ngôi chùa này là chùa Dơi. Thì nếu mà nói là chùa Dơi thì các bạn biết là chùa này có rất là nhiều dơi gì ở, nên là người ta thường gọi từ gọi là chùa Dơi, hay là chùa Má Tộc, hay là chùa Mahatup thì đều là như nhau các bạn anh chị. Thì đây là một buổi mình có mặt tại vào dịp lễ Ốc Bông Bốc sắp đến. Thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan ngôi chùa Mahatup có gì độc đáo nha. Thì ngôi chùa này có nhiều cái điều thú vị. Thứ nhất là có nhiều dơi. Thì một lát nữa mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan ở chùa Mahatup này. Nó có nhiều dơi như thế nào nha. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo chúng mình. Sóc Trăng, mảnh đất an lành với sự cộng cư, giao hòa, gắn kết lâu đời của ba dân tộc anh em Kinh, Khmer, Hoa là một trong những thành phố đẹp và thơ mộng ở đồng bằng sông Cửu Long. Vùng đất này nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính mang kiến trúc độc đáo, có khung cảnh thiên nhiên yên bình, ẩm thực phong phú và đặc biệt người dân vô cùng hiền lành, gần gũi. Hôm nay Hí Nguyễn mời các bạn anh chị thăm viếng ngôi chùa có nhiều dơi và kiến trúc độc đáo, đó là chùa Dơi Sóc Trăng. Theo chân mình nhé! Chùa Dơi tọa lạc tại đường Văn Ngọc Chính, phường 3, thành phố Sóc Trăng, là một công trình tiêu biểu cho kiến trúc dòng Phật giáo Nam Tông của đồng bào dân tộc Khmer ở Sóc Trăng. Chùa được xây từ khoảng thế kỷ 16 cho đến nay vẫn còn giữ được vẻ đẹp khá nguyên vẹn. Đặc biệt khi du lịch Sóc Trăng, tới đây bạn sẽ thấy hàng ngàn con dơi khá lớn treo mình trên cây ở khuôn viên chùa. Cùng với rất nhiều ngôi chùa khác, chùa Dơi Sóc Trăng cũng là một công trình kiến trúc quan trọng tạo nên nét đặc trưng tín ngưỡng của người dân Sóc Trăng. Trải qua nhiều năm thăng trầm, ngôi chùa vẫn giữ được nét hoang sơ cổ kính rất đặc trưng. Chùa Dơi còn gọi chùa Mã Tộc hay chùa Mahatup, nằm bên đường Văn Ngọc Chính, có bảng chỉ dẫn, thuộc phường 3, thành phố Sóc Trăng. Sở dĩ có cái tên đặc biệt này là vì chùa là ngôi nhà của những bầy dơi đồng đúc. Ngôi chùa là không gian văn hóa duy nhất, nhưng liên tiếp những tín hiệu đáng mừng khi vào tháng 4 năm 2009, chánh điện chùa đã được phục chế lại như cũ. Năm 2013, khu du lịch chùa Dơi tỉnh Sóc Trăng được đưa vào hoạt động. Tuy ngân sách không được dư dả nhưng khu du lịch nằm phía đối diện cổng chùa có bãi đậu xe rộng rãi, các dịch vụ tiện ích khác như nhà hàng, xe điện. Rất được lòng du khách đến nay, chính quyền Sóc Trăng vẫn đang xem xét các chính sách bảo tồn và tôn tạo nơi đây để vừa giáo dục tín ngưỡng, vừa đưa chùa Dơi thành đi. Đến chùa Dơi thì quả thật không nên bỏ qua những câu chuyện loài dơi làm nên cái tên của chùa trong lòng người dân tứ xứ. Khuôn viên chùa có nhiều cây sao và dầu, nơi trú ẩn của hàng vạn con dơi. Cứ chiều đến hàng vạn con dơi lại kéo về sân chùa che kín cả bầu trời. Khác với tâm lý sợ sệt loài dơi của chúng ta, các vị sư ở đây cho rằng việc dơi đổ về chùa là phúc lành nhà Phật cho ngôi chùa này nên họ rất tích cực bảo vệ bầy dơi. Đến chùa Dơi thì quả thật không nên bỏ qua những câu chuyện loài dơi làm nên cái tên của chùa trong lòng người dân tứ xứ. Khuôn viên chùa có nhiều cây sao và dầu, nơi trú ẩn của hàng vạn con dơi. Cứ chiều đến hàng vạn con dơi lại kéo về sân chùa che kín cả bầu trời. Khác với tâm lý sợ sệt loài dơi của chúng ta, các vị sư ở đây cho rằng việc dơi đổ về chùa là phúc lành nhà Phật cho ngôi chùa này nên họ rất tích cực bảo vệ bầy dơi. Đàn dơi hoạt động chủ yếu vào đêm, khoảng 6 giờ chiều, chúng bay đi kiếm ăn và quay về vào khoảng 5 giờ sáng hôm sau. Mặc dù ở Sóc Trăng cũng có nhiều ngôi chùa thanh tịnh khác với vườn cây bóng mát, nhưng việc bầy dơi này chỉ chọn chùa Dơi Sóc Trăng làm nơi cư trú là điều dường như vẫn còn bí ẩn. Chúng chỉ đậu trên những tán cây trong khuôn viên chùa, tuyệt nhiên không đậu ở bên ngoài chạch. Đến nay, chưa có bất kỳ một giải thích hay giả thuyết nào đưa ra để giải đáp hiện tượng này. Chùa Dơi ở Sóc Trăng là nơi tiến hành các nghi lễ của tăng ni Phật tử thành phố trong năm. Kiến trúc Khmer độc đáo cùng những bí ẩn được giấu kỹ tại ngôi chùa này đã kéo chân hàng vạn khách du lịch mỗi năm. Bạn đã sẵn sàng cho chuyến thám hiểm ngôi chùa độc đáo bậc nhất Sóc Trăng này chưa?
chúng ta cùng đi ra ngoài phía sau để chúng ta xem dơi ở thế này nha. Thì ở ngôi chùa Mahathap này thì có rất là đông du khách đến rất là nhiều. Trong một ngày có thể là những cái đoàn này, hết đoàn này tới đoàn kia là trong một ngày rất là nhiều. Khoảng 5 giờ chiều thì mới hết nha các anh chị. Rồi đây nó có bồ câu. Và đây bồ câu rất là nhiều. Thấy ở trong khuôn viên này các bạn đi ở ngoài vườn á thì sẽ thấy rất là mát, nhưng mà bạn thấy là cái những tấm điển này, rồi những cái đình ngôi những nhà thờ thì được thờ cúng rất là nhiều này. Các bạn xem đó là những cái đàn dơi ở trong chùa Mahathap. Thì các bạn biết đây khoảng 10 năm trước thì ở người dân ở đây nói thì chia sẻ thì dơi ở đây rất là đông, từ ở phía sau cho tới phía trước, nhưng mà hiện nay thì dơi cũng bị những cái người dân săn bắn gọi là trái phép các bạn, thì nơi là đàn dơi cũng phải bỏ đi và một số bị bắt. Nên là cái đàn dơi hiện nay trong chùa Mahathap thì cũng bị như là 10 phần, thì chỉ còn lại có 2 phần thôi các bạn chị. Thì những cái đàn dơi này thì được nhà chùa và được ban lãnh đạo của Sóc Trăng được bảo tồn, nhưng mà hiện nay thì chỉ còn có 2 phần thì rất là ít. Nên là mình cảm thấy là những hành động mà săn bắt dơi trái phép này thì chúng ta cũng không nên, để chúng ta nên gìn giữ và sẽ bảo tồn để cho cái tính lịch sử và những đàn dơi cuộc sống theo bầy đàn thế này thì sẽ càng đông hơn. Chúng ta không nên săn bắn và làm cho tổn hại đến đàn dơi đến cạn kiệt. Thì đó là những hình ảnh các bạn nghe, đó tiếng dơi nó kêu đó các bạn thì
Thì đây là cái xung quanh cảnh của chùa Maha Túp. Rồi bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình tham quan chùa chùa Dơi nữa nhé các bạn. Thì mình qua phía bên đây mình xem cái có điều gì thú vị nha. Thì ở đây cái hồ này là nhà chùa nuôi rất là nhiều cá. Đây. Cá quá trời luôn. Ồ, cá này bự. Có cá trê vàng. Wow. Cá gì bự quá trời luôn. Quá trời bự luôn. Ôi ôi, có cái dầu. Ồ. Và ở đây là cái hồ, là cái hồ để Phật tử phóng sanh, ví dụ như ai muốn thả điều gì, thí dụ như thả rùa, thả cá gì thì cũng thả chung ở đây hết để phóng sanh. Thì ở đây phóng sanh thì cái người dân đến đây thì có thể là chúng ta sẽ cho mua thức ăn cho nó ăn cũng được. Đó, còn thấy tuyệt vời luôn. Mà cá ở đây thì có đủ được cá rất là lớn. Leo lên chợt tay cái té là không có nhớ được nha. Con. Mẹ làm gì đó đấy? Và khi chiều gỡ 3-4 giờ thì có rất là nhiều du khách đi đến chùa Maha Túp này. Buổi tham quan chùa Maha Túp này kết thúc, thì hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.